Thưa quý vị và các bạn, thông qua giải mã trình tự gen, tiến sĩ Yan Wang, chuyên gia Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh gọi tắt là CDC của Trung Quốc tiết lộ, chủng virus corona mới gây bệnh COVID-19 được tìm thấy tại chợ đầu mối Tân Phát Địa ở Bắc Kinh, không giống với loại xuất hiện ở Vũ Hán hồi tháng 1 năm nay. Tiến sĩ Wu Chunyu, giám đốc dịch tễ của CDC cũng nhận định virus ở thủ đô Bắc Kinh là một chủng dịch lớn từ châu Âu. Còn Yang Haquin, phó trưởng khoa sinh học mầm bệnh tại Đại học Vũ Hán cho rằng chủng này thậm chí dễ lây lan hơn so với trước đó. Dựa trên dữ liệu thống kê, theo tiến sĩ Yang, có thể tạm thời loại trừ khả năng mẫu SARS-CoV-2 ở Bắc Kinh là virus ở Vũ Hán đã biến chủng. Các xét nghiệm riêng lẻ đều cho ra trình tự gen khác nhau, dễ dàng phân biệt sự khác nhau đó. Hiện tượng này có thể tạo ra thách thức mới cho quá trình phát triển vaccine, khiến sản phẩm trở nên kém hiệu quả, thậm chí không có tác dụng. Vào ngày 17 tháng 6, Ủy ban châu Âu gọi tắt là EC đã đề xuất tạm thời nới lỏng quy định về thử nghiệm thuốc có sử dụng sinh vật biến đổi gen, gọi tắt là GMO, trong một biện pháp khẩn cấp nhằm đẩy nhanh việc phát triển vaccine ngừa bệnh COVID-19. Đề xuất trên là một phần trong chiến lược của Liên minh châu Âu gọi tắt là EU nhằm đảm bảo việc phát triển kịp vaccine kịp thời cho các nước thành viên trong khối, với lo ngại rằng EU đang bị chậm chân so với Mỹ và Trung Quốc trong cuộc đua phát triển vaccine. Chiến lược này cũng bao gồm khoản đầu tư trị giá khoảng 1 tỷ euro, tương đương 2,3 tỷ đô la Mỹ, nhằm đặt mua trước các vaccine đang được phát triển. Các nước EU hiện nay đang áp đặt thêm các quy định về vaccine và thuốc chứa GMO. EC cho rằng nếu như không thay đổi, cơ chế pháp lý này nhiều khả năng sẽ dẫn đến sự trì hoãn nghiêm trọng việc ra vaccine và dược phẩm, đặc biệt là các cuộc thử nghiệm tại nhiều trung tâm ở một số nước thành viên.